Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Đang lúc đó chẳng có vua nơi Israel. Chính hồi ấy, chi phái Đan đi tìm một địa phận đặng lập nghiệp, vì từ trước đến giờ trong các chi phái Israel, chi phái này chưa nhận được sản nghiệp nào hết. Vậy, người Đan chọn trong chi phái mình 5 người mạnh dạn, sai từ Sorea và Etaon đi khắp nơi do thám sứ và dặn họ rằng: hãy đi do thám sứ. Chúng sang qua núi Ephraim đến nhà Mica và ngủ đêm tại đó. Chúng đang ở gần bên nhà Mica thì nghe tiếng của gã trẻ tuổi là người Lê-vi, bèn lại gần mà hỏi rằng: ai dẫn ngươi đến đây? Ngươi ở đây làm chi? Và ở chỗ này có gì? Người đáp: Mica có đãi tôi thế này, cấp cho tôi lương tiền, dùng tôi làm thầy tế lễ cho người. Chúng tiếp: thế thì hãy hỏi ý Đức Chúa Trời, để chúng ta biết con đường chúng ta đi đây sẽ có may mắn chăng? Thầy tế lễ đáp: hãy đi bình an, Đức Giê-hô-va đói đến con đường của các ngươi đi. Vậy, 5 người ấy lên đường, đến La-ít. Thấy dân sự tại đó có thoái tục dân Si-đôn ở an ổn, bình tịnh và vững chắc. Trong kẻ quản hạt xứ đó, chẳng có ai làm cho chúng bị hại chút đỉnh nào hết. Chúng vốn cách xa dân Si-đôn, chẳng có việc chi với ai cả. Kế ấy, 5 người trở về cùng các anh em mình tại Sorea và Etaon, thì anh em hỏi chúng rằng: các anh đã làm gì? 5 người đáp: hè, hãy đi lên đánh chúng nó, vì chúng tôi có thấy xứ ấy thật lấy làm tốt nhất. Ủa kìa, anh em ở đó chẳng làm chi sao? Chớ nên biếng nhác mà đi lên đến chiếm lấy xứ ấy làm sản nghiệp. Khi anh em vào xứ đó sẽ đến cùng một dân ở an ổn. Xứ ấy thật rất rộng và Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay anh em. Quả thật một nơi chẳng thiếu vật chi đất sinh sản. Vậy 600 người về dòng Đan cầm binh khí đi từ Sorea và Etaon lên đóng trại tại Kiriath Yearim trong đất Juda, nên chỗ đó hãy còn gọi là trại quân Đan cho đến ngày nay. Nó ở phía sau Kiriath Yearim. Từ đó chúng đi sang núi Ephraim và đến nhà Mica. Bây giờ 5 người đã đi do thám sứ La-ít, cất tiếng nói cùng anh em mình rằng: trong nhà này có một cái ephod, những teraphim và một tượng chạm với chân bằng gan, anh em có biết chăng? Vậy bây giờ hãy xem điều anh em phải làm. Chúng bèn lại gần vào nhà người Lê-vi trẻ tuổi, tức là vào nhà của Mica, và chào người. 600 người về dòng Đan cầm binh khí giữ ở ngoài cửa. Nhưng 5 người đã đi do thám sứ đi lên vào nhà và cướp lấy tượng chạm, chân bằng gan, ephod và những teraphim, đang khi thầy tế lễ đứng tại cửa cùng 600 người cầm binh khí. 5 người đó vào nhà cướp lấy các vật ấy rồi. Thầy tế lễ bèn hỏi chúng nó rằng: các ngươi làm chi vậy? Chúng đáp rằng: hãy nín đi, lấy tay bụm miệng lại và đến cùng chúng ta, làm cha và thầy tế lễ cho chúng ta. Ngươi làm thầy tế lễ cho một nhà, hay làm thầy tế lễ cho một chi phái, một họ hàng trong Israel, điều nào là khá hơn? Thầy tế lễ mừng lòng lấy ephod, những teraphim và tượng chạm, rồi nhập với bọn ấy. Chúng bèn xây lại lên đường, để cho con trẻ, súc vật và đồ hành lý đi trước. Chúng đã đi xa khỏi nhà Mica rồi. Có những kẻ ở gần nhà Mica nhóm lại đuổi theo người Đan, vì chúng kêu la sau họ. Người Đan xây lại mà nói cùng Mica rằng: ngươi có điều chi? Vì sao ngươi có nhóm lại những kẻ đó? Mica đáp: các ngươi đã cướp lấy các thần ta đã làm nên và luôn thầy tế lễ mà đi, còn chi lại cho ta? Sao các ngươi còn hỏi rằng ta có điều chi? Người Đan đáp cùng Mica rằng:
chớ cho ta nghe tiếng ngươi nữa. E có người nổi giận xông hãm các ngươi, làm cho ngươi và nhà ngươi đều bị mất sự sống chăng? Bây giờ người Đan cứ đi đường, còn Mica thấy chúng mạnh hơn mình, bèn trở về nhà mình. Ấy vậy, sau khi đã cướp lấy vật của Mica đã chế ra và thầy tế lễ mà người đã có trong nhà mình, thì chúng xông vào dân Lait, là một dân ở bình tịnh vững chắc, lấy gươm giết dân đó rồi châm lửa đốt thành đi. Chúng giữ tượng chạm của Mica làm nên trọn trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. Chương 19. Nhằm lúc không có vua trong Israel, có một người Lê-vi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Ê-phra-im, lấy một người vợ bé ở Bethlehem, thành xứ Giu-đa. Vợ bé người hành dâm, bỏ người đi về nhà cha mình tại Bethlehem trong xứ Giu-đa và ở đó 4 tháng. Chồng nàng trỗi dậy đi theo nàng, muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng, đặng dẫn nàng về nhà mình. Người có đem theo một đầy tớ và 2 con lừa. Nàng mời người vào nhà cha mình. Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Ông gia người là cha của người đàn bà trẻ cầm người lại, và người ở nhà ông gia trong 3 ngày, cùng ăn uống và ngủ đêm tại đó. Ngày thứ 4, họ dậy sớm, và khi người Lê-vi sửa soạn ra đi, cha của người đàn bà trẻ bèn nói cùng rể mình rằng: hãy dùng một miếng bánh đặng đỡ lòng con, rồi sau các ngươi sẽ đi. Vậy, vợ chồng ngồi, ăn uống cùng nhau. Cha của người đàn bà trẻ nói cùng người chồng rằng: con hãy định ở lại đêm nay nữa cho lòng con vui mừng. Người Lê-vi dậy sớm đặng đi, nhưng ông gia nài ép quá đến đổi người trở lại và ở đêm đó nữa. Ngày thứ 5, người dậy sớm đặng ra đi, thì cha của người đàn bà trẻ nói cùng người rằng: xin con hãy dùng bữa, nán ở lại cho đến xế chiều. Rồi vợ chồng ngồi lại ăn. Đoạn, người Lê-vi đứng dậy đặng đi cùng vợ bé và tôi tớ mình. Nhưng ông gia là cha của người đàn bà trẻ nói rằng: này, ngày đã xế, chiều hầu gần, cha xin hai con hãy ở đêm tại đây. Ngày đã xế, hãy ở đêm lại đây cho lòng con vui mừng. Ngày mai, hai con sẽ thức dậy sớm đặng lên đường và trở về nhà con. Nhưng người chồng không muốn ở đêm, bèn đứng dậy và đi. Người đến tại trước Giê-bu, tức là Giê-ru-sa-lem, với 2 con lừa thắng, cũng có vợ bé theo người. Khi hai người đến gần Giê-bu, ngày đã xế nhiều rồi. Kẻ tôi tớ thưa cùng chủ rằng: hè, chúng ta hãy xây qua, đặng vào trong thành dân Giê-bu này và ngủ đêm tại đó. Chủ đáp rằng: chúng ta không vào trong một thành kẻ ngoại bang, là nơi chẳng có người Israel. Chúng ta sẽ đi đến Gi-bê-a. Người lại nói cùng kẻ đầy tớ rằng: hè, ta hãy ráng đi đến một nơi nào ở đằng trước, hoặc Gi-bê-a hay là Rama, đặng ngủ đêm tại đó. Vậy chúng cứ đi đường. Khi đến gần Gi-bê-a là thành thuộc về Benjamin, thì mặt trời lặn rồi. Chúng bèn quẹo vào thành Gi-bê-a đặng ngủ đêm tại đó. Vậy chúng đi vào, ngồi tại ngoài phố chợ của thành, vì không ai tiếp vào nhà mình đặng cho ở ban đêm. Vả có một người già làm việc ở ngoài đồng buổi chiều trở về. Người ấy vốn quê ở núi Ê-phra-im, đang kiều ngụ tại Gi-bê-a, song dân cư thành này là người Benjamin. Người già ngước mắt lên, thấy kẻ hành khách này ngồi trên phố chợ của thành, bèn hỏi rằng: ngươi ở đâu đến và đi đâu? Người hành khách đáp rằng: chúng tôi đến từ Bethlehem ở xứ Giu-đa, đang đi về nơi góc xa của núi Ê-phra-im là nơi sinh tôi ra. Tôi đã đi đến Bethlehem ở xứ Giu-đa, và nay tôi đến nhà của Đức Giê-hô-va, nhưng chẳng có ai tiếp tôi vào nhà mình. Vả lại, chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa chúng tôi, rượu và bánh cho tôi, cho con đòi và cho người trai trẻ đi theo kẻ tôi tớ ông, chẳng thiếu gì cho chúng tôi cả. Người già nói: bình an cho ngươi. Ta lãnh lo liệu mọi điều ngươi có cần dùng. Ngươi sẽ chẳng ngủ đêm tại phố chợ đâu.
người già bèn mời người vào nhà và cho lừa ăn. Các hành khách rửa chân rồi ăn và uống. Khi chúng đang ăn vui vẻ, có những người trong thành là kẻ gian tà vây nhà giọng cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng: "Hãy đem người đã vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn." Chủ nhà ra đến cùng chúng mà rằng: "Hỡi anh em, đừng, xin chớ làm điều ác, vì người này đã vào nhà tôi, chớ phạm sự sỉ nhục này. Kìa, con gái ta còn đồng trinh và vợ bé người kia. Ta sẽ dẫn chúng nó ra ngoài cho anh em sẽ lăng nhục họ, đãi họ tùy ý thích anh em, nhưng với người này chớ phạm điều sỉ nhục giường ấy." Song những kẻ đó không khứng nghe người. Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng. Chúng biết nàng, lăng nhục nàng trọn đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về khi rừng đông. Gần sáng, người đàn bà đến ngã tại cửa nhà chồng nàng trọ và nằm tại đó cho đến sáng ngày. Sáng đến, chồng nàng trỗi dậy, mở cửa nhà ra, đặng lên đường mình. Kìa, thấy vợ bé mình nằm sải trước cửa nhà, hai tay ở trên ngạch. Người nói cùng nàng rằng: "Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi." Song nàng chẳng trả lời. Người bèn để nàng trên lừa mình, lên đường và trở về nhà. Đến nhà rồi, người lấy một con dao, nắm vợ bé mình, chặt từng tay từng chân ra 12 đoạn, gửi đi khắp địa phận Israel. Hết thảy ai thấy sự đó đều nói rằng: "Từ khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy." Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giảng ý ra. Chương 4. Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: "Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Có lời chép rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: "Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng." Đức Chúa Giê-xu phán: "Cũng có lời chép rằng: ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: "Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này." Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: "Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Và khi Đức Chúa Giê-xu nghe dân bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Galilee. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nephtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: "Đất Sa-bu-lôn và Nephtali ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên." Từ lúc đó, Đức Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần." Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ với em là An-rê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: "Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người." Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa,
Ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ, con của CBD, với em là Giăng, đang cùng cha mình là CBD vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria. Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilê, xứ Decapolơ, thành Jerusalem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Chương 5. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng,
ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng, phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi, thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại, nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Thi Thiên 66. Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các việc Chúa đáng sợ thay. Nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời, công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta xiêu tó. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi đi qua lửa qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực.
Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.